Đồng ý là tác giả Phú Đại Gia ra mỗi ngày được có một tập ức, nhưng mà thôi kệ, cứ đều đều đi, đừng có ngưng. Chứ cái ông tác giả của Chiến Thần Ở Rễ bình thường ngày 2 tập 3 tập, cuối cùng có ngày ngưng 3 4 ngày, như hôm nay ra được đúng một tập, tức thật. Phú Đại Gia Ở Rễ chương 5247 đến chương 5251. Một đám người đổ ra, mỗi một tên đều là trợn mắt há hốc mồm, sững sờ trước cảnh tượng này. Đỗ Trường Nghĩa là ai chứ? Là trưởng tử của Đỗ Lương à? Hiện tại trên danh nghĩa là người chủ trì của Đỗ gia. Ở thời điểm này, động tới Đỗ Trường Nghĩa liền tương đương với cùng toàn bộ Đỗ gia không qua được. Lại thêm Đỗ Trường Nghĩa lập tức muốn ôm vào đùi của môn chủ Tô Nam Sơn. Bùi Nghĩa Minh, người ở thời điểm này dám ra tay đánh Đỗ Trường Nghĩa, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Đánh người thì thế nào rồi chứ? Bùi Nghĩa Minh chắp hai tay sau lưng tiến lên, thần sắc đạm mạc. Mặc dù ngươi là trưởng tử của Đỗ Lương, nhưng là cha ngươi bây giờ đang nằm tại trong linh đường. Ngươi lại không đi làm hiếu tử hiền tôn, mà là tới nơi này ức hiếp đệ đệ của ngươi, sau đó lại mưu toan ôm lấy đùi cừu nhân giết cha mình. Một người như ngươi không nên bị đánh vào mặt hay sao chứ? Ta vốn dĩ còn muốn để cho người của Đỗ gia tự mình giải quyết chuyện của Đỗ gia, nhưng là đã ngươi phế vật như thế, đầu gối mềm như thế, như vậy ta cảm thấy ngươi không có tư cách này. Ta tuyên bố từ giờ trở đi, Đỗ Thái Tử chính thức chấp chưởng Đỗ gia. Người nào ngỗ nghịch với hắn, giết không tha. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Bùi Nghĩa Minh đạm mạc quét qua đám người Đỗ gia ở đây một chút. Tất cả cao tầng Đỗ gia, cả đám đều bởi vì ánh mắt của Bùi Nghĩa Minh mà kìm lòng không được đánh run một cái. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự uy áp khó tả trong mắt Bùi Nghĩa Minh. Nhưng là rất nhanh, những cao tầng Đỗ gia này cả đám đều kịp phản ứng lại. Tài thẹn quá hóa giận, sau khi bọn hắn nhìn xem Bùi Nghĩa Minh, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần xem thường. Gã họ Bùi này cho mình là ai chứ? Thế mà còn muốn tới đây làm chủ của Đỗ gia sao? Chẳng lẽ không biết đại thiếu Đỗ Trường Nghĩa tối hôm qua đã trong đêm đi tới cổng môn chủ Tô Nam Sơn quỳ xuống rồi hay sao? Nếu như không phải đã ôm vào đùi môn chủ Tô Nam Sơn, hắn sẽ dám phách lối như thế hay sao? Họ Bùi dưới tình huống như vậy còn tự cho là đúng, chú định hôm nay là muốn chết không có chỗ chôn mà. Mà khi nghe được Bùi Nghĩa Minh, Đỗ Trường Nghĩa giờ phút này nhe răng cười một tiếng nói: Họ Bùi, sau khi ở Đỗ gia của chúng ta mấy ngày, ngươi thực sự cho rằng mình là chủ nhân của Đỗ gia chúng ta rồi sao? Ngươi còn dám cùng ta, cùng người Đỗ gia nói chuyện đối nghịch hay sao? Ngươi đây là đốt đèn lồng đi nhà xí, là muốn chết hay sao chứ? Bùi Nghĩa Minh nhàn nhạt quét chu vi một vòng, nói ra: Xem ra ngươi là chuẩn bị chơi chết ta. Nhưng là ta rất hiếu kỳ, dựa vào binh cua tướng tôm này của ngươi, ngươi làm thế nào để chơi chết ta đây? Binh cua tướng tôm sao? Đỗ Trường Nghĩa tức giận bật cười, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Họ Bùi, ta hiện tại liền để ngươi nhìn một xét một chút, xem nội tình chân chính của Đỗ gia chúng ta. Bùi Nghĩa Minh thản nhiên nói: Được, ta cho ngươi 10 phút, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ồ, không đủ 10 phút đồng hồ, bên ngoài liền truyền tới một trận tiếng động cơ ô tô. Mười mấy chiếc xe tải trực tiếp đem tiểu tân quán vây quanh. Ngay sau đó, hàng trăm người mặc võ phục xuất hiện. Bọn hắn từng tên, huyệt thái dương đều cao cao nâng lên. Ánh mắt bên trong, tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ, những người này hẳn là đều cùng Đỗ gia có quan hệ nhất định. Nếu không phải là thân thích của Đỗ gia, thì chính là đồ tử đồ tôn của Đỗ gia. Chỉ vì cái chết trước đó của Đỗ Lương mà những người này đã lẩn trốn. Hiện tại, Đỗ Trường Nghĩa đã ôm vào đùi của môn chủ. Hắn vùng cánh tay hô lên. Những tên chó săn này tự nhiên là chạy tới làm việc cho hắn. Những tên này giống như đối mặt với cừu nhân chân chính của Đỗ gia,
Mỗi một tên chạy so với một tên còn nhanh hơn, bây giờ nhìn phát lối vô cùng. Bùi Thiếu, đi mau, không cần để ý tới tôi. Những tên này rất khó đối phó, toàn bộ đều là cao thủ võ đạo. Đỗ Thái Tử mặc dù đang tê liệt trên mặt đất nhưng vẫn cố giãy giụa mở miệng. Bốp! Đỗ Trường Nghĩa một chân đá thẳng vào trên người Đỗ Thái Tử. Thằng khốn, ăn cây táo, rào cây sung. Nếu như không phải xem ở ngươi, là người của Đỗ gia chúng ta, có tin ta hiện tại liền chơi chết ngươi hay không? Sau khi nói xong, Đỗ Trường Nghĩa dửng dưng đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, trên dưới dò xét nói: Tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết ta bá đạo như thế nào rồi chứ? Ngươi có muốn quỳ xuống cũng không kịp. Bốp! Bùi Nguyên Minh lười nhắc nói nhảm, trở tay chính là một bàn tay quăng ra. Ta có nói qua là ta muốn quỳ xuống rồi hay không? Một tát này trực tiếp khiến Đỗ Trường Nghĩa choáng váng. Hắn rõ ràng đều đã gọi tới hàng trăm cao thủ võ đạo, người của hắn cũng đã đem tiểu tinh quán bao vây. Bùi Nguyên Minh có tài đức gì, to gan lớn mật, thế mà còn dám động thủ đánh mình hay sao? Giờ phút này Đỗ Trường Nghĩa đều có chút tinh thần hoảng hốt. Hắn vô thức nói: Khốn kiếp, ngươi còn dám đánh ta sao? Bốp! Bùi Nguyên Minh lại không nói nhảm, trở tay chính là một bàn tay cực mạnh quất tới. Một tiếng vang giòn chói tai, Đỗ Trường Nghĩa trên mặt lại nhiều thêm một dấu bàn tay. Thế nào, vừa mới đánh nhưng không dùng đủ lực, ngươi là không cảm giác được hay sao? Vậy bây giờ ngươi có cảm giác được hay không? Có đau không? Ngươi... Đỗ Trường Nghĩa giận tím mặt, hắn nghĩ không ra Bùi Nguyên Minh thế mà còn dám đánh hắn tiếp một bàn tay. Giờ phút này tay hắn vung lên, mở miệng quát chói tai: Lên, tất cả mọi người cùng tiến lên cho ta, trời chết hắn, đem họ Bùi băm thây trăm đoạn. Không đợi Đỗ Trường Nghĩa nói xong, ngay lúc này bên ngoài lại lần nữa truyền đến một trận tiếng động cơ ô tô. Những xe này biển số người Đỗ gia ở đây đều biết, mi mắt của bọn hắn liền nhảy loạn lên. Những cao thủ của dòng họ Đỗ gia kia thời điểm nhìn thấy những xe này xuất hiện cũng là vô thức dừng bước nhường đường. Đỗ Trường Nghĩa vốn dĩ chuẩn bị bảo nổi, nhưng thời điểm nhìn đến những biển số xe kia biểu lộ trên mặt của hắn lập tức liền kích động hưng phấn. Kia là Lục gia gia chủ cùng Hùng gia gia chủ tọa giá à? Nghĩ không ra môn chủ lại ra sức cho mình như thế, trực tiếp để đại trưởng lão Lục Hồng Chấn cùng nhị trưởng lão Hùng Nhân Kiệt đến cho mình chỗ dựa. Nếu như nói như vậy, mình hôm nay chú định sẽ thượng vị à? Họ Bùi cũng nhất định phải chết. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Trường Nghĩa gọi là vô cùng phấn khích. Két! Ngay lúc này xe của Lục gia và xe của Hùng gia đồng thời dừng hẳn. Cùng lúc đó có người tóm lấy Lục Vũ cùng Hùng Tiểu My hai người, một chân đem bọn hắn đạp lăn trên mặt đất. Mà Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt hai người cũng là nhanh chóng xuất hiện. Bọn hắn không để ý tới ánh mắt cổ quái từ bốn phía, mà là trực tiếp xuyên qua đám người thật nhanh vọt tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sau đó bọn hắn bộp bộp quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh: Bùi đại biểu, mưu hại Đỗ Lương, tất cả người tham dự đều đền tội, mà hai người này càng là tội đáng chết vạn lần. Hiện tại liền tiếp nhận xử phạt, liền đến cho Bùi đại biểu ngài một câu trả lời. Người Lục gia cùng người nhà họ Hùng toàn bộ đều bộp 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 quỳ lên trên mặt đất. Lục gia, Hùng gia mang theo tất cả tội nhân đến cho Bùi đại biểu Võ Minh đại hạ một câu trả lời. Thanh âm vang vọng toàn trường. Nhìn thấy Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt hai người cứ như vậy quỳ xuống, người Đỗ gia mỗi một tên đều là ngược lại rít vào một hơi không khí lạnh, bụng chặt lấy miệng của mình không để cho mình thét lên. Mà Đỗ Trường Nghĩa vốn dĩ đằng đằng sát khí, trong nháy mắt giống như là bị dội một gáo nước đá, cả người lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy mình miệng bên trong đắng ngắt, trong đầu đều là ý nghĩ khó có thể tin. Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt hai người thế nào đột nhiên liền quỳ xuống như vậy chứ? Mặc dù giờ phút này Đỗ Trường Nghĩa không biết Tô Nam Sơn đã bị Bùi Nguyên Minh một chân dẫm chết rồi, nhưng là vô cùng rõ ràng Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt hai người quỳ xuống là có ý nghĩa gì. Còn như những người Đỗ gia kia
thì là từng người, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Có thể làm cho Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt quỳ xuống, có thể khiến cho bọn hắn hô lên Bùi Đại Thi Biểu. Điều này đã nói lên một chuyện, đây chính là Bùi Nguyên Minh. Cái thân phận đại biểu Võ Minh Đại Hạ này là không thể nghi ngờ. Căn bản không một ai có thể phủ nhận thân phận của hắn. Khó trách họ Bùi dám quản chuyện của Đỗ gia. Khó trách họ Bùi dám trực tiếp lại cho Đỗ Trường Nghĩa ăn mấy cái bạt tai. Còn có cái thân phận đại biểu Võ Minh Đại Hạ này ở trên người, thì tại bên trong Thiên Môn Trại ai mà dám động đến hắn chứ? Thậm chí liền môn chủ cũng không dám động đến hắn à? Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Trường Nghĩa trong tiềm thức rùng mình một cái. Hắn lầm tưởng rằng Bùi Nguyên Minh là ỷ vào thân phận đại biểu Võ Minh Đại Hạ diễu võ dương oai. Tội nhân sao? Giờ phút này Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, quét nhìn Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt một chút, chắp hai tay sau lưng đi lên phía trước. Cuối cùng đã biết mình là tội nhân rồi sao? Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh càng là một chân giẫm trên mặt đất, rốt. Trên mặt đất, gạch xanh trực tiếp vỡ vụn, từng mảnh đá vụn bay lao vút ra. Liền nghe được tiếng vang phốc phốc phốc. Những mảnh đá vụn này trực tiếp cắm thẳng vào người Lục Hồng Chấn, Hùng Nhân Kiệt và những người khác đang quỳ trên mặt đất. Những người này thân hình nháy mắt bay tứ tung mà ra. Thời điểm từng tên rơi đập mặt trên mặt đất đều là phun ra máu. Nội thương chỉ là một bước phóng ra đơn giản mà thôi, cũng khiến cho Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt bọn người đều thụ thương hay sao? Một đám cao thủ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, sau đó vô thức lui lại phía sau mấy bước, muốn rũ sạch quan hệ mình cùng Đỗ Trường Nghĩa. Muốn giết Bùi Nguyên Minh dạng người này sao? Nói đùa. Bọn hắn đều là người tập võ, cho nên càng thêm biết rõ cú đá tưởng chừng như đơn giản này của Bùi Nguyên Minh đến cùng đại biểu cho cái gì. Trái ngược với phong thái oai phong lẫm liệt của Bùi Nguyên Minh, lúc này so sánh với Đỗ Trường Nghĩa, nhìn thì như hung ác nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi cát ở nhà. Giờ phút này Lục Hồng Chấn, Hùng Nhân Kiệt cùng những người khác dù ói ra máu cũng không dám lộ ra một tia tức giận, mà là từng tên lại lộn nhào bò lên, lại lần nữa thật nhanh quỳ gối trên mặt đất trải đầy đá vụn. Nếu tôi có tội, xin mời Bùi đại biểu trách phạt. Tôi nguyện ý đưa ra mọi lời giải thích, chỉ cần Bùi đại biểu tha thứ cho tôi. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, híp mắt nhìn xem Lục Hồng Chấn, thản nhiên nói: chỉ nói mình có tội là vô dụng, ta muốn là lời giải thích, hiểu chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Lục Hồng Chấn sắc mặt trắng bệch, gật đầu lia lịa. Về trường hợp của Đỗ Lương, chúng tôi đã đem tất cả người trong cuộc thẩm vấn hoàn tất, xác định là ông ta đã bị oan uổng. Kể từ bây giờ, Thiên Môn Trại chúng tôi sẽ chính thức xin lỗi trên tất cả các phương tiện truyền thông và kể cả Đỗ Lương. Bộ Nguyên Minh thản nhiên nói: không đủ. Đỗ Lương sẽ được truy phong làm môn chủ danh dự của Thiên Môn Trại, bài vị có thể được đưa vào từ đường của Thiên Môn Trại. Bộ Nguyên Minh tiếp tục nói: cũng chưa đủ. Chủ mưu Tô Nam Sơn mặc dù đã bỏ mình, nhưng tội lỗi không thể tha thứ. Thiên Môn Trại sẽ công khai 18 đại tội của hắn trên trang web chính thức của hắn, đem hắn định tại bên trên cột trụ sỉ nhục, đời đời kiếp kiếp không được lật lại bản án. Lục Hồng Chấn tiếp tục mở miệng. Nghe được câu này, Đỗ Trường Nghĩa vốn dĩ sắc mặt đã rất khó coi, đột nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm lại, kém chút cho là mình đã nghe lầm. Cái gì? Tô Nam Sơn đã bỏ mình sao? Tô Môn Chủ đã chết rồi sao? Mà các người Đỗ gia khác, mỗi một tên đều là trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt mà thôi, chính là mồ hôi tuôn xuống đầm đìa. Tất cả mọi người không phải người ngu, nháy mắt liền minh bạch. Bùi Nguyên Minh không phải là không đến đỉnh Tổng Đà một trận chiến, mà là chẳng những đến, còn giết chết Tô Nam Sơn. Vừa nghĩ đến đây, tất cả người Đỗ gia toàn bộ đều bộp 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 quỳ trên mặt đất. Giữa sân chỉ có Đỗ Trường Nghĩa cắn môi run lẩy bẩy nhưng vẫn không muốn quỳ xuống. Hiển nhiên Đỗ Trường Nghĩa vẫn là không muốn tin tưởng, hắn hy vọng sự tình cuối cùng còn có thể xoay chuyển. Bùi Nguyên Minh giờ phút này lại không để ý tới Đỗ Trường Nghĩa,
mà là nhìn xem Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt, tiếp tục thản nhiên nói: "Chủ mưu dù đã đền tội, nhưng đồng lõa của hắn đâu?" Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt cùng nhau rùng mình một cái, sau đó khàn giọng nói: "Lục gia, Hùng gia một đám đồng lõa, tất cả sẽ giao cho chấp pháp đường xử lý. Xử phạt như thế nào, chúng tôi đều đồng ý. Mặt khác, tôi cùng Hùng Nhân Kiệt hai người, từ giờ trở đi tự nhận lỗi, từ chức. Lục gia, Hùng gia, hết thảy tài sản sẽ đưa cho Đỗ gia thay lời xin lỗi, và tùy ý Bùi đại biểu xử trí." Nghe được lời nói như vậy, Đỗ Trường Nghĩa trước mắt lại lần nữa tối đen, suýt chút nữa ngất xỉu trên mặt đất. Nếu như không phải còn có một chút khí lực cuối cùng chèo chống, e rằng hắn đã quỳ sụp xuống rồi. Xem như cũng có một chút thái độ, cái mạng nhỏ hai người các ngươi ta cũng tạm lưu lại, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống không tha. Bùi Nghi Minh chậm rãi mở miệng, rắc, rắc. Không cần Bùi Nghi Minh nói thêm cái gì, Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt cùng nhau bẻ gãy một cánh tay của mình. Một màn này càng làm cho người Đỗ gia tuyệt vọng đến cơ hồ muốn bật khóc. Rất tốt. Bùi Nghi Minh vỗ vỗ tay, quay người đi hướng ra gian ngoài. Truyền lệnh của Võ Minh Đại Hạ, từ nay về sau, Đỗ Thái Tử là môn chủ Thiên Môn Trại, Đỗ Quang Khải là gia chủ Đỗ gia, Lục gia, Hùng gia cùng tài sản của nguyên chủ môn phái chuyển hết cho Đỗ gia. Lục Hồng Chấn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất từ đầu đến cuối vụ án của Đỗ Lương. Ta muốn xem toàn bộ sự việc, ta muốn rõ ràng minh bạch, ta muốn tất cả mọi người, ai đáng giết thì giết, ai nên phạt thì phạt. Có một tội nhân thoát đi, ta liền sẽ giết cả nhà Lục gia các ngươi. Hồng Nhân Kiệt toàn quyền phụ trách việc Đỗ Thái Tử thượng vị. Ta hy vọng toàn bộ Thiên Môn Trại không có tiếng nói thứ hai. Có một lời phản đối, ta vẫn như cũ giết cả nhà Hùng gia các ngươi. Có hiểu ta nói cái gì không? Vâng, vâng. Đa tạ Bùi đại biểu, đa tạ Bùi đại biểu. Một đám người Lục gia cùng người nhà họ Hùng đều lớn tiếng mở miệng. Mặc dù nương theo lời nói của Bùi Nghi Minh, nhưng từ đó về sau, toàn bộ Thiên Môn Trại đều rơi vào trong tay của Đỗ Thái Tử. Nhưng vấn đề là bọn hắn chỉ ít cũng lưu lại được một cái mạng nhỏ. Mà Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt càng là trong lòng rõ ràng, chỉ cần Bùi Nghi Minh tại vị một ngày thì vị trí Đỗ Thái Tử liền không gì phá nổi. Đỗ Thái Tử thượng vị, người có ý kiến gì hay không? Sau khi xử lý xong Lục Hồng Chấn bọn người về sau, Bùi Nghi Minh mới quay người chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Đỗ Trường Nghĩa là người duy nhất đứng giữa sân lúc này. Nếu như không phải xem ở mặt mũi Đỗ Lương, Đỗ Trường Nghĩa giờ phút này cũng đã bị phế bỏ toàn bộ. Đỗ Trường Nghĩa mi mắt không ngừng nhảy loạn, cả người đều mang một loại cảm giác không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là dưới chân mềm nhũn, bộp một tiếng quỳ sụp trên mặt đất. Đại cục đã định. Thiên Môn Trại rất nhiều chuyện hết thảy đều kết thúc. Tô Nam Sơn chú định trên lưng biểu danh vô tận. Đỗ Thái Tử cũng thuận lợi thượng vị. Bên trong có Đỗ Quang Khải, Bao Thường Uy, Phương Kính Đường bọn người phụ tá. Bên ngoài có Bùi Nghi Minh, đại biểu Võ Minh Đại Hạ làm chỗ dựa. Chắc hẳn hắn vị trí này có thể người ngồi 10 phần an ổn. Bùi Nghi Minh lúc này cũng chuyển về đại viện của Đỗ gia để ở, tiếp tục vì Đỗ Lương dâng hương, lặng yên chờ 7 ngày đầu tiên của ông ấy đến. Ren. Mà hôm trước 7 ngày đầu, điện thoại của Bùi Nghi Minh rung lên dữ dội. Người gọi tới rõ ràng là Tạ Bổng Giao. Cầm điện thoại lên, không đợi Bùi Nghi Minh mở miệng, Tạ Bổng Giao đối diện thanh âm đã trở nên có mấy phần nghiêm túc. Bùi thiếu, tôi sợ đã xảy ra chuyện rồi. Bùi Nghi Minh câu này nói, đã xảy ra chuyện gì chứ? Cái chết của Đỗ lão, hiện tại toàn bộ người Kim Lăng đều biết hết. Trong gia tộc lục đại ẩn thế năm nhà, còn Tạ môn Kim Lăng, còn có không ít hào môn Kim Lăng đều chuẩn bị đến đưa tang cho Đỗ lão. Bùi Nghi Minh thản nhiên nói, sau đó thì sao? Kim Tuấn Anh cũng biết chuyện này. Tạ Mộng Giao trong thanh âm mang theo vài phần cổ quái. Hắn tự mình quyết định
đến đưa Đỗ lão một đoạn đường. Kim gia Kim Lăng đã chuẩn bị giấy lễ phong phú, đội ngũ chỉ sợ không tới nửa ngày liền sẽ đến tổng đà Thiên Môn Trại. Bộ Nguyên Minh nhíu mắt nhíu mày, người ngoài thì không biết, nhưng là anh lại rất rõ ràng. Quan hệ Kim gia Kim Lăng cùng Ẩn Thế Sáu Nhà có thể xưng là như nước với lửa. Đỗ Lương mất đi, Kim Tốn Anh không đi làm lễ 7 ngày 7 đêm còn tới đưa tang cho lão ca sao? Trong cái hồ lô này là bán cái thuốc bổ gì thế? Cô xác định Kim Tốn Anh là muốn tới tổng đà sao? Bộ Nghi Minh mở ra video điện thoại di động, nhìn xem Tạ Mộng Giao đối diện, đại mi cau lại. Trải qua nhiều chuyện như thế, hẳn là phải có một chút, hắn có phải có một chút giáo huấn rồi sao? Hiện tại còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi sao chứ? Hắn liền không sợ tôi một bàn tay liền quạt chết hắn hay sao? Mà lại liền xem như hắn làm như vậy là để tạo dựng tên tuổi cho bản thân mình. Tại sao không để cho những người nhà họ Kim khác đi một chuyến? Chẳng phải là được rồi sao? Chính hắn đặc biệt chạy tới đây, đặt mình vào bên trong hung hiểm. Đây là muốn làm cái gì? Có cái mục đích gì chứ? Tạ Mộng Giao nghĩ nghĩ rồi nói, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là hắn muốn mua lòng người tại Kim Lăng. Hiện tại Tạ Môn Kim Lăng chúng tôi đã là thùng sắt một khối, không một ai có thể xen vào. Dưới tiền đề lớn như vậy, nếu như Ẩn Thế Sáu Nhà lại cùng Kim Tạ Môn Kim Lăng chúng tôi ôm thành một khối, e rằng Kim gia liền phải lo lắng. Hắn lần này đến đây, nó không chừng là muốn mang theo vài phần tâm tư lôi kéo, nhìn xem có thể phân hóa Ẩn Thế Sáu Nhà để trấn định thế cục tại Kim Lăng hay không. Bộ Nguyên Minh thản nhiên nói, tôi tại tổng đà làm cái gì? Tôi liền không tin hắn không biết. Và tình huống này hắn còn dám tới đây sao? Tạ Mộng Giao cười một tiếng nói, theo thông tin tôi nhận được, Lục Hồng Chấn cùng Hùng Nhân Kiệt tuy không phải người tốt gì, nhưng vẫn làm tốt mọi việc anh giao. Bọn hắn căn cứ theo chỉ thị của anh, cũng không nói đến vai trò chủ đạo của anh trong chuyện này, còn chặn mọi thông tin về anh, Bùi Thiếu. Bây giờ, theo nhận thức của thế giới bên ngoài, lần này là Đỗ Thái Tử, Vương Giả trở về. Hắn không chỉ chơi chết Tô Nam Sơn, mà lại ngồi lên vị trí môn chủ. Hiện tại, Đỗ Thái Tử tại Kim Lăng này đã biến thành một đại nhân vật chạm tay có thể bỏng à. Kim Tốn Anh muốn tới thu phục hắn để hắn gia nhập trận doanh của mình cũng là chuyện bình thường. Suy cho cùng, trong nhận thức của Kim Tốn Anh chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn. Nếu như có thể lôi kéo được Đỗ Thái Tử, nói không chừng hắn liền có thể một lần bổ đôi cái thùng sắt Kim Lăng. Bộ Nguyên Minh bật cười nói, tham gia tang lễ có thể kiến tạo mỹ danh Kim gia đại thiếu của hắn. Cố gắng liên lạc tiếp xúc với Đỗ Thái Tử, không chỉ có thể biết được chân tướng sự việc tại Thiên Môn Trại, mà còn có thể tìm được một người trợ giúp đắc lực giúp hắn canh giữ Kim Lăng. Chỉ có thể nói chúng ta đều đánh giá thấp vị Kim gia đại thiếu này à. Còn tưởng rằng hắn dừng lại mấy ngày, kỳ thực hắn vẫn luôn làm tốt công tác chuẩn bị. Chỉ là không biết ngoài Kim gia của hắn, hắn còn chuẩn bị cái gì ở phía sau khiến chúng ta kinh ngạc hay không. Tạ Mộng Giao nhíu mày một lát, sau đó chậm rãi nói, tôi hoài nghi là người đảo quốc hoặc là nhúng tay hoặc là cấu kết với Kim Tuấn Anh. Hết rồi, hẹn mọi người ngày mai. Bây giờ add trực tiếp hợp đồng ở rễ, tối lên cho mọi người nghe.